À đây cô chú ơi, đáng lẽ là chiều nay á ba em chay tắm xong mới quay video cho em chay. Mà tự nhiên giờ thấy em chay coi nè, đó. Sẵn lúc em chay đang cài cùng lúc hai cái cài của mấy cô chú luôn. Quay vô cô chú coi nè. Đâu đâu con hello đi, con hello cô chú đi. Cô chú có thấy người đẹp nào vừa ngậm ba bà mà vừa cài hai cây cài không? Mặt đầm thì đầy đủ màu sắc luôn này cô chú. Dạ, mang giày tới đi. Không phải mang giày tới phái cái giày của cui á. Ôi trời đất ơi, ôi trời đất ơi. Ly. Ly hóa phép biến hay Ly đi. Bấm hay bấm cũng không dám đi. Con làm gì á, cái gậy giày của mẹ Ngân mà. Trời ơi trời ơi, đúng hạt tiêu đánh đá thì chứ. Lấy dép lại ngoài mang, lấy dép lại ngoài mang, để lắm. Trời ơi, cho mẹ Ngân cái cài đi. Cho mẹ Ngân cái đi. Cho mẹ Ngân cái đi. Ôi cài cho mẹ Ngân nữa, trời ơi cài cho mẹ Ngân đâu. Đâu cài cho mẹ Ngân nha Linh. Đâu cài cho mẹ Ngân nào. Ôi trời đất ơi. Cài cùng lúc hai cái cài luôn, ngố như cá ngố nè. Trời ơi. Trời ơi trời. Đó. Rồi tới chay cài nè. Trời ơi trời. Trời ơi trời. Có cài cho Ly không? Cài con đi, con cài cho con đi. Trời ơi. Thôi cài cho Ly đi, cài cho Ly đi. Ly không có cài nào hết trơn, cho ba Ly cái cài đi. Ừ đúng rồi, cài cho em ba Ly đi. Đâu cài cho em ba Ly. Không à, không cài cho em ba Ly đi, cài em ba Ly đi. À không cài à. Hai con tới cài cho bà ngoại đi. Ê, cài cho bà ngoại cái cài đi. Ê nha. Âu cài cho bà ngoại cái cài đi. Trời ơi đẹp quá. Cài hai cái mới chịu, một cái không chịu. Ngoài đẹp quá. Ôi, đẹp quá. À, đẹp không con? Đẹp à, đẹp. Con cài cho con đi, con cài cho con. Ừ, cài cho cô Yến luôn. Rồi cài cô Yến luôn. Ồ, hôm nay cô Yến là thương chay cho nên. Thương chay cho nên đi từ Bình Dương lên thăm cho chay luôn nè cô chú. Con biết, con biết. Chơi chay từ sáng bây giờ luôn. Ôi. Quá. Đẹp không con? Đẹp không con? Đẹp không? Đẹp không chay? Đẹp quá. Mốt thời trang năm nay là đeo của lúc hai cái cài. Đi ra đường cô chú nào thương chay là phải học theo mốt của chay đeo hai cái cài cùng lúc nè. Chi chi. Đúng không Ly? Đúng không Ly? Hả? Đeo hai cái cài cùng lúc đúng không Ly? Ô đẹp, đẹp không? Đẹp không? Đẹp không? Mấy cô chú tặng quà cho chay nhiều lắm chị. Dạ nhiều lắm, cho nên là từ nay là mẹ Ngân thường có thời gian rảnh là soạn hết được cái món quà của chú mà tặng cho chay á, cho chay dùng lần. À, hôm qua chay ôm cái con unicorn mà ngủ á mẹ. Cũng có cô Trang vô nhận ra, nó trời vui quá. Chay ôm con unicorn của cô Trang ngủ. À đây, cười lên mẹ cho mình. Cười lên. Cười lên. Quay bàn. Quay con đi. Đâu? À cài cho anh ba, cài cho ba. Rồi anh ba ra đường rồi. Kêu anh ba vô. Vô, bắt cóc. Trời ai ngỡ đủ anh ba ra luôn. Pli hả? Mở cửa xe cho con hả? Đó, nghe. Trời ơi, chưa nắng hôm nay không biết lý do gì hai anh em không đi ngủ. Mở xe cho con vô nha. Rồi, con đóng cửa lại đi. Con đóng cửa xe lại đi, mẹ con mở cửa cho. Rồi anh ba vô luôn, cho anh ba vô nữa. Rồi. Ô. ABC. Bye bye. Bye bye. Rồi hai anh em thắt dây an toàn vô đi nha. Rồi thấy cô chú chơi lên xe người ta phải bật kiến chiếu hậu đàng hoàng dữ dội không? ABC. Nhún nữa xe có chạy đâu mà nhún. Hả? Xe có chạy đâu mà việc nhún. Đâu con đề máy đi. Xe này hôm bữa sinh nhật chay cái nhà chật quá cái xong rồi Ngân đêm qua gửi nhà hàng xóm cả nhà. Cho nên là bị mưa vô nước cho nên hơi giờ hơi bị mát mát rồi. Đâu con lái xe cho mẹ Ngân coi đi. Đâu? ABC. Nè.
Rồi bị mát dây rồi. Xe bị mát rồi. Thôi ngồi tạm đi, lát nữa chiều rồi ba bảo sạc lại rồi. Thương ba nha. Ồ, thương anh ba nha. Con không anh ba cái nữa đi cô chú. Mami. Mami. Qua nhà hàng xóm chơi nha. Dẫn con qua nhà chị Su chơi nha. Trời ơi, con suy nghĩ gì à? Mẹ Ngân hỏi nè. Mami đâu rồi? Mami đi đâu rồi? Mami đi đâu? Mami đi bên đó hả? Papa đâu? Papa xin. Hai xin đâu? Hai xin đâu? Hai xin đâu ta? Ông ngại đâu? Đi ngủ rồi hả? Ba Bảo đâu? Mẹ Ngân đâu? Chay Chay đâu? Ba Ly đâu? Ba Ly đâu cả? Anh Ba Ly đâu rồi? Ba Chi. Ly nói đi. Ê, không có đánh em, không có đánh em, không có đánh em. Ôi, nhường nhau, nhường nhịn nhau. Nhường nhịn nhau. Chay với Ly phải là đôi bạn thân chứ, phải nhường nhịn nhau chứ. Nè, mẹ Ngân cho nè, mẹ cho nè. Rồi để mình lượm cái đó cho. Đây. Chào bà. Chay chào bà đi. Chay chào bà mẹ nghe coi. Chào bà. Nhìn nhìn. Đi vô nha. Đi vô. Trời ơi, tìm đâu được cái cây đèn này, nó đồng sắc đồng màu với lại cái váy dữ à. Cái váy của con cô chú coi nè. Nó đầy đủ màu sắc như là Olympic luôn á. Olympic Bắc Kinh luôn á. Đi ngủ nha chay. Vô đi ngủ nha. Đi, vô mẹ Ngân bồng đi ngủ nè. Bồng. Nói sao? Nói sao mẹ Ngân? Đúng rồi, please. Mẹ Ngân đưa nói sao? Nói sao? Thank you much đi. Thank you so much. Thôi mẹ Ngân vô nha. Bắt cóc á, ở đây bắt cóc á. Bắt cóc một giây á. Hát cả ngày luôn cô chú. Về đây hát ABC hát cả ngày luôn. Bài bi sát nữa. Dạ con không có xài số à. Con chào bà mẹ nghe coi. Chào bà. Chào. Dạ. Dạ. Nước ngoài hả cô? Dạ đúng rồi, nước con lai. Mỹ hả cô? Dạ. Rồi con lái xe đi. Con lái đi biết coi cho mẹ. Nghe lên. Giờ vô nha. Giờ vô nè, chưa nắng nè. Đi vô đây, chiều ba bảo chở đi chơi xe đụng nè. Đó, cô chú chơi đã đời anh bé tình yêu nỗi nhớ mẹ Ngọc đi ngủ rồi. À con chào mọi người hả? Hả? Bữa nay anh hai cũng đi ngủ, giờ anh ba thay phiên đi ru em nè. Ờ hát luôn, ầu ơ đàng hoàng. Ầu ơ đi, ầu ơ dí dầu đi. Đó, trước khi đi ngủ đòi đem hết tất cả em út được. Em út được lên giọng hết cô chú. Đó, em pony em nào cũng đòi đem lên hết trơn á. Đem đủ lên giọng đã đời còn đem xe đạp lên giọng nữa cô chú. Thương à, cho cô chú coi. Có nhiều cô chú nói thương nhất là mặt của chay lúc mệt chay ngủ nè. Đi ngủ mà đem hết đồ chơi vậy nè. Không thiếu thứ nào lên luôn. Sao con? Sao con bò dưới á? Để cho em ngủ con.
À, có cô chú hỏi cái tay em bị sao, em bị về Việt Nam bị muỗi đốt, mà da em bé nó không quen với lại côn trùng ở Việt Nam á, cho nên nó sưng lên vậy. Nhưng mà chắc nay mai là hết rồi, cho bé đi uống thuốc rồi, cho nên cô chú yên tâm nha. Trời ơi, người ta ngủ chui dưới chi á, thức dậy thì cãi nhau, ngủ rồi thì tìm nhau làm chi vậy hả? Thức dậy thì cãi nhau chí chế. Đi Ly đứng nghe đi, ông ơi Ly. Ông ơi đi. Ông ơi đứng dậy. Hả, gương mặt này. Ừ, rú em ngủ như là ông ơi nè Hoàng. Năm sau em chay về là có được hai anh cưng chiều nghe. Sướng nghe. Đem con đó lên cho em không con? Cầm con đó lên cho em ngủ đi. Ê. Ê, cầm con pony đó lên cho em ngủ luôn. Nhanh lên. Nhanh lên. Ừ. Ê, con cầm con đó lên cho em ngủ nhanh lên. Ừ, cầm lên. Nè, con cầm em này. Đưa lên cho em chay ngủ. Trước khi ngủ em chay đòi con này nè. Đó. Đưa lên. Đưa lên cho em chay ngủ nha. Đó. Không thiếu em nào hết á. Giờ thôi mẹ Ngân tắt video cho em chay ngủ nghe cô chú. Mẹ Ngọc đi rồi cho nên mẹ Ngân phải cầm máy, nhưng mà quay hàng ngày để cho cô chú thấy là em chay sống ở bên nhà bà ngoại, ở Việt Nam vui vẻ làm sao cho cô chú thấy, cô chú yên tâm nghe. Ê cô chú ơi, chay mới ngủ dậy nè. Chay chào cô chú đi chay. Đó, chay này có xe của anh Hai rồi nè. Ly chạy xe đâu? Ly đâu? À. Cái gì? Đó, nghe hỏi Ly đâu cái giỡn tại. Chó. Chó đâu? À. Chó đâu con? Ly đâu? Ly ơi. À. Ly đâu con? Ôi, bắp dơ. Ngoại hái cho con đi. Cắt cho em nha. Ủa. Sợi ke ghê. Cái gì? Con chó cắn con đâu? Con không phải con chó cắn mà con chó hù con đâu? Hù con bữa trước đâu? Con chó đó hả? Hả? Ly đâu? Ly ơi, Ly kìa. Ly bị tuột dép rồi bà nội ơi. Con lấy dép cho Ly đi, lấy dép cho Ly đi. Mang dép vô cho Ly. Ly mang dép cho Ly. Đâu con lấy dép, mang dép cho Ly đi con. Con mang dép cho anh ba đi. Nè, thank you bà ngoại nè. Thank you ngoại. Thank you mặt đi. Thank you mặt. Hai đâu. Nó không ăn mà nó bỏ vô trong cái giỏ cô chú. Anh ba cười nè. Anh ba cười đó. Đâu lên xe coi. Rồi tụt dép nữa kìa, Ly ơi, anh ba tụt dép rồi kìa. Con ngoan lấy dép cho anh ba đi. Ôi anh ba anh tụt dép hoài ta. Để chạy lấy dép cho con kìa. Nè kìa, chạy lấy dép cho Ly kìa. Đó, mang dép vô. Trời ơi, con em biết ghê không? Em biết lấy dép cho anh ra ghê không? Ủa, anh ba đi đâu hả? Đi đâu đây? Rồi lấy dép cho anh ba đi, lấy dép cho anh ba đi chạy. Bắt trước anh ba đó, con chú thấy không? Bắt trước ghê không? Lên. Rồi, qua đây, đây. Rồi, để lên đi. Ôi, đẩy đâu vậy? Ừ, con chó đó, đúng rồi. Chó hồi đừng lại, chó dữ nha con. Rồi, lên, từ từ quay đầu về nè. Ba cho quay đầu về nha. À. Rồi, lên xe đi. Chạy lên xe đi. Lên xe. Ôi, nghiệu hiểu hết trơn á. Rồi đi. Ôi trời đất ơi. Nè, ba chị bóp nè, ba bảo chị bóp nè. Ôi trời.
Có mạnh lên. Nè, đưa tay đây, đưa tay vô. Ờ, lấy dép cho anh ba, nhanh lên, anh ba rớt cái dép rồi kìa. Đó, đó, thấy chưa, anh ba rớt dép rồi. Đó, ôi, em bị dép cho con là thấy chưa, ba, ba lấy. Cô chú, mà cô chú yêu đó, thấy không, cô chú thấy nó thương anh ba ghê, mà nó gặp gặp anh ba là xô anh ba té, cả ngày 10 lần vậy á. Gặp ba nó là nó xô cô té 10 lần luôn á. Rồi chở em đi đi con. Rồi đứa con ba lụm lên ra, ba lụm nè. Nhét vô. Rồi đi đi. Rồi đứa coi. Ôi. Đây rồi, đứng lên. Đi đứng lên. Đá banh đi con xin. Đó. Anh hai đó dành của em nha. Nha xin nha.